Chào các em. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục bài số 10 giáo trình đường đến nước Nga, phần số 15. Trong phần này, chúng ta sẽ học đoạn đối thoại. Trước khi vào đoạn đối thoại thì chúng ta sẽ xem bài tập B và V từ bài lần trước. Bài lần trước chúng ta học đó là một bài khóa kể về các mùa ở trong năm. Hy vọng là các em đã học kỹ bài khóa này. Nếu như em nào chưa học kỹ bài khóa này thì các em nên nghe lại và chúng ta học lại bài khóa. Bởi vì sao? Bài khóa là dữ liệu rất tốt, rất hay để cho các bạn củng cố cái kiến thức. Bây giờ chúng ta xem phần B là bài tập dành cho bài khóa này. Скажите, какое время года вы любите и почему? Tập hợp какое время года là mùa nào trong năm. Chúng ta dịch là mùa nào ở trong năm. Какое время года? Скажите, какое время года вы любите и почему? Bạn yêu thích mùa nào trong năm và tại sao? Bài khóa này như chúng ta biết, hay là bài tập đọc này, chúng ta gọi là bài đọc hoặc bài khóa cũng được. Bài đọc này là kể về từng mùa một và ai thích mùa nào. Ví dụ Anton không thích mùa đông. Tại sao anh ấy không thích mùa đông mà anh lại thích mùa xuân? Thì vậy thì ở đây anh ấy giải thích mùa xuân thì ấm áp này, thời tiết thì tốt này, thời tiết thì đẹp này, và có thể là dạo chơi ở trong công viên. Thì vậy thì bạn thích mùa nào ở trong năm và tại sao? Nếu mà bạn thích mùa đông thì bạn xem cái phần mùa đông. Nếu bạn thích mùa xuân thì bạn xem cái phần mùa xuân vừa rồi. Bạn thích mùa hè thì bạn xem cái phần mùa hè này. Thế và bạn sẽ mô tả cái ý thích của bạn theo đúng, cố gắng là dựa trên cái bài tập này. Và chúng ta viết được càng nhiều lẽ dĩ nhiên là càng tốt, đúng không ạ? Đó là cái cách làm bài tập. Спросите друга, bài V, спросите друга, какое время года он любит и почему? Và hãy hỏi người bạn của mình xem là anh ấy thích mùa nào và tại sao? Ý nói rằng là các em có thể là thành viết một cái đoạn đối thoại giữa bạn, giữa em và người bạn của mình, hỏi về các mùa trong năm. Như vậy nhé. Bây giờ chúng ta sẽ sang bài số 24. Bài số 24 của chúng ta, прослушайте, chúng ta lại gặp động từ прослушайте là hãy nghe, đúng không ạ? Là có nghĩa là gì? Là đây là ý nói các em sẽ nghe đoạn đối thoại này qua cái phần ghi âm của sách giáo khoa. Прослушайте диалоги, hãy nghe những đoạn đối thoại này. Скажите, когда и куда ездили Анна, друзья, Люшо? Và hãy nói xem là bạn Anna, những người bạn và Люшо đã đi đâu, khi nào và đi đâu. Cái mẫu câu của chúng ta, Анна, ты была в Суздале. Các em lưu ý, Суздаль là tên một thành phố, trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất. Chúng ta sẽ đọc là Суздаль. Bây giờ chúng ta sẽ đọc lại bài. Анна, ты была в Суздале. Anna, cậu đã đến thành phố Суздаль chưa? Да, я ездила в Суздаль. Có, tôi đã đến thành phố đó rồi. А когда ты туда ездила? Cậu đến đó khi nào vậy? Осенью, vào mùa thu. Ở đây nhân thể đây là người ta vận dụng cho chúng ta là tên chỉ mùa trong năm bằng cách năm ở đây, đúng không ạ? Осенью, осенью là vào mùa thu. Bây giờ thì chúng ta sẽ xem hai đoạn đối thoại này. Đoạn đối thoại thứ nhất, đây là vừa rồi chúng ta học là đoạn mẫu. Скажите, куда вы ездили весной? Скажите, куда вы ездили весной? Hãy nói cho tôi biết, hay là xin hãy nói là các bạn đi đâu vào mùa xuân? Vào mùa xuân là gì? Весной là vào mùa xuân. Куда вы ездили весной? Весной мы ездили на экскурсию. Весной мы ездили на экскурсию в Петербург. Vào mùa xuân thì chúng tôi đi tham quan ở thành phố Petersburg. На машине или на поезде? На машине или на поезде? Ở đây tập hợp на машине hay là на поезде là đi bằng xe. Машине, ý nói là xe. Chúng ta hay gọi là xe 4 chỗ, hay còn gọi là xe du lịch. Xe 4 chỗ. Đó. Và tập hợp на поезде là đi bằng tàu hỏa. Vậy người ta hỏi на машине, đi bằng xe con,
Или на поезде. Hay là đi bằng tàu hỏa? Chúng ta trả lời на поезде. На поезде. À, đi bằng tàu hỏa. Thế đọc vừa rồi tôi đã giải thích lại cho các em nghe rồi đúng không ạ? Bây giờ tôi sẽ đọc lại một lần nữa. Скажите, куда вы ездили весной? Весной мы ездили на экскурсию в Петербург. На машине или на поезде? На поезде. Люшо. Люшо, куда ты видела, когда ты видела бабушку и дедушку? Когда ты видела бабушку и дедушку? Люшо. А cậu nhìn thấy hay là cậu gặp? Ở đây chúng ta sẽ dịch là cậu gặp bà và gặp ông khi nào? Когда ты видела бабушку и дедушку? Cậu đã gặp bà và gặp ông khi nào? Недавно. Cách đây không lâu. Недавно. Зимой я ездила в деревню. Mùa đông thì tôi đi về quê, về nông thôn. На каникулы. Vào kỳ nghỉ. На каникулы. Они были очень рады. Và họ rất là vui mừng. Они были. Chúng ta lưu ý đây là rады. Rады là một dạng ngắn đuôi. Rады. Я рад. Nếu mà nói tôi vui mừng thì tôi sẽ nói là я рад. Nếu mà bạn gái thì sao? Я рад. Và nếu mà số nhiều thì là они рады. Они рады. Và để thể hiện cái thời của dạng tính từ ngắn đuôi này thì chúng ta sẽ sử dụng trợ động từ быть. Они были очень рады. Có nghĩa là họ rất là vui mừng. Nhưng mà cái vui mừng này nó ở trong quá khứ thì người ta nói bằng thêm vào bằng cái trợ động từ быть. Они были очень рады. Tương tự như vậy, nếu như là ở thì hiện tại thì sao? Người ta sẽ chỉ cần nói là они очень рады, không có cái быть này nữa, không có cái были này. Thế và ở thời tương lai thì sẽ chia động từ быть, ví dụ như là они будут очень рады, họ sẽ rất là vui mừng, vân vân. Tính từ рад rất là kỳ lạ, nó chỉ có dạng ngắn đuôi và không có dạng nào khác, và nó sẽ chia là giống đực, giống cái, giống chung và số nhiều. Đó là một cái điều khá đặc biệt. Một điều thú vị đây nữa là люшо. Люшо là tên một cô gái. Bởi vì sao? Ở đây chúng ta nhìn thấy đây là chia động từ ở giống cái. Люшо. Когда ты видела бабушку и дедушку? Động từ видеть ở đây của chúng ta có nghĩa là nhìn thấy. Nhưng mà ở trong này chúng ta sẽ dịch là gặp. Люшо. Cậu đã gặp bà và ông lúc nào? Недавно. Cách đây không lâu. Зимой я ездила в деревню на каникулы. Vào mùa đông thì tôi có đi về quê để nghỉ. На каникулы là trong cái kỳ nghỉ. Они были очень рады, và họ rất là vui mừng. Trong quá trình dạy thì tôi thường chia sẻ với các em những cái kiến thức về từ loại cũng như là những cái kinh nghiệm học, cho nên các em chịu khó nghe một chút nhé. Bây giờ chúng ta sẽ nghe cái phần ghi âm đi theo sách giáo khoa. Mời các em nghe. Задание 24. Bài số 24. Скажите, куда вы ездили весной? Весной мы ездили на экскурсию в Петербург. На машине или на поезде? На поезде. Люшо, когда ты видела бабушку и дедушку? Недавно. Зимой я ездила в деревню на каникулы. Они были очень рады. Tiếp theo chúng ta xem bài tập B. Bài tập B dành cho cái đoạn đối thoại này. Узнайте, куда ездил ваш друг зимой, весной, летом и осенью. Hãy tìm hiểu xem. Chúng ta có thể dịch là hãy tìm hiểu xem. Куда ездил ваш друг? Người bạn của em. Người bạn của em. Đi đâu vào mùa đông, mùa xuân, mùa hè và mùa thu? Có nghĩa là gì? Chúng ta hãy viết những đoạn đối thoại tương tự như thế này để hỏi về cái lộ trình đi chơi, đi nghỉ hay là đi đâu đó của người bạn của mình trong 4 mùa này. Các em sẽ tự làm nhé. Tôi sẽ không dành thời gian cho việc này nữa. Chúng ta sang bài số 25. Bài số 25. В тексте. Hay là đọc là в тексте.
который вы будете читать, вы встретите новые слова, познакомьтесь с ними. Ở trong bài đọc thì các em sẽ gặp những cái từ mới. Ý nói rằng là bây giờ chúng ta sẽ học từ mới mà chúng sẽ có ở trong bài đọc. Познакомьтесь с ними. Hãy làm quen với chúng trước. Poet. Poet là nhà thơ. Александр Пушкин. Đọc là Пушкин. Пушкин thì ai cũng biết, nhưng mà tên ông ấy là gì thì ít người biết, đúng không ạ? À, đó là Александр. Hay là còn gọi ngắn gọn là Саша. Александр Пушкин родился в Москве. Александр Пушкин đã sinh ra ở Москва. Москва его родной город. Москва là thành phố quê hương của ông ta. Tiếp theo, động từ phần 2. Он счастлив. Ông ấy rất hạnh phúc. Она счастлива. Cô ấy rất là hạnh phúc. Они счастливы. Và họ rất là hạnh phúc. À, đây là dạng tính từ ngắn đuôi của tính từ счастливы. À, chúng ta để ý là счастливы nó mất cái chữ ư và chữ y ở cuối, đúng không ạ? Và nó trở thành dạng ngắn đuôi счастлив, dành cho ngôi он, счастлива dành cho ngôi Anna, và счастливы là dành cho số nhiều, ngôi Ани. Đó. À, thế và khi mà muốn nói là ở trong quá khứ thì cái người đó, cái cô ấy hoặc là họ hạnh phúc thì chúng ta sẽ sử dụng trợ động từ быть. Ở đây chia là был, была и были. Родиться. Động từ родиться là sinh ra. Trả lời cho câu hỏi родиться где, sinh ra ở đâu. Thế và trả lời có thể đây là ở cách 6, và có thể trả lời cho câu hỏi когда, sinh ra khi nào. Sinh ra khi nào thì ở đây là chúng ta chia động từ ở thời quá khứ, bởi vì là động từ này thông thường là sử dụng ở thời quá khứ. Bởi vì ví dụ nói là tôi sinh ra năm bao nhiêu, ở đâu, thì chúng ta sẽ nói là я родился. Родился. Thế còn nếu bạn gái sẽ nói là родилась. À, lưu ý trọng âm sẽ rơi vào âm tiết cuối cùng ở trong cái dạng thư giống cái này. Và số nhiều cũng vậy. Мы родились, они родились. Riêng đối với ngôi giống đực родился, я родился. Он родился, она родилась. Она родилась. Và они родились. Они родились. Đó. Tiếp theo đó là cái cách chia động từ. Cách chia động từ родиться. Thế và chúng ta gặp nó ở đây, đúng không ạ? Он Пушкин родился в Москве. Tiếp theo nào. Пушкин и его жена любили. Động từ любить ở thời quá khứ, đúng không ạ? Любили друг друга и были счастливы. Пушкин và vợ của ông ta rất là yêu nhau. Любили друг друга là rất là yêu nhau. И были счастливы. Và họ rất là hạnh phúc. Đây là Александр Пушкин và Наталья Гончарова. Гончарова là vợ của Пушкин. Phần 3, chúng ta sẽ xem nào. Phần 3. Он рад. À, chúng ta lại gặp cái dạng thức ngắn đuôi của tính từ рад. Он рад. Она рада. Cô ấy, tức là phụ nữ. Она рада. Giống cái, đúng không ạ? Они рады. Они рады. Và để thể hiện ở thời quá khứ thì là он был рад. Она была рада. Và они были рады. Здравствуйте, Иван. Здравствуйте. Đây là người ta cho ví dụ. Здравствуйте, Иван. Xin chào, Иван. Я рада тебя видеть. Cô gái nói là Я рада тебя видеть. À, em rất là mừng khi được gặp anh. Ở đây видеть là nhìn thấy, đúng không ạ? Chúng ta cũng có thể dịch là em rất mừng khi nhìn thấy anh, đúng không ạ? Thế nhưng mà chúng ta ở trong tiếng Việt chúng ta cũng thường nói là gì? À, tôi rất mừng khi được gặp bạn, em rất mừng khi được gặp anh, đúng không ạ? Em rất mừng khi gặp anh. Vậy thì từ gặp, nhìn thấy và gặp là chúng ta có thể sử dụng tương đương như nhau. Здравствуйте, Елена Ивановна. Xin chào cô Елена Ивановна. Я тоже. А, здравствуйте, Елена Ивановна.
Xin chào Elena Ivanovna, я тоже рад вас видеть. Tôi cũng rất mừng khi được gặp cô. Ở đây chúng ta nhìn thấy là từ vas có nghĩa là trang trọng đúng không ạ? Vậy thì chúng ta dịch trong tiếng Việt, chúng ta dịch là cô cho nó trang trọng đúng không ạ? Tiếp theo, chúng ta phần 4. Вчера Джон фотографировал Анну и Антона в парке. Анну и Антона в парке. Анну и Антона в парке. Hôm qua thì John đã chụp ảnh Anna và Anton ở trong công viên. Фотографировать. Động từ фотографировать. Chia khá đặc biệt. Ở đây, trước hết là chúng ta nhìn thấy là động từ cái đuôi ovat. Ovat. Đây người ta ghi này là ova đúng không ạ? Ova. Đây là chúng ta lưu ý động từ ovat. Tôi cứ nói là ovat. Nếu mà có đuôi ovat thì nó bỏ cả đuôi ovat đi và nó sẽ thêm u vào đây. Sau đó sẽ chia như cách một. Я фотографирую. Đây. Я фотографирую. Ты фотографируешь. Они фотографируют. Các em thấy chưa? Ở đây là gì à? Nếu như động từ của tôi ovat thì chúng ta sẽ bỏ ovat đi, bỏ cả ovat đi và chúng ta sẽ thêm đây vào một chữ u ở đây. Thế và sau đó thì chúng ta sẽ thêm các đuôi của động từ chia nhóm một như thông thường. Đó là you, yes, yet, yem, yeche, yut. Và chia cụ thể như sau. Я фотографирую. Ты фотографируешь. Они фотографируют. Кого? Chụp ảnh ai? Что? Chụp ảnh cái gì? Кого? Ví dụ như là меня, chụp ảnh tôi. Hoặc là cái gì nào? Дом, мой дом, chụp ảnh cái nhà của tôi. Đúng không ạ? Đây là ở thời quá khứ. Фотографировал. Он фотографировал. Và nếu mà giống cái thì là фотографировала. Và số nhiều sẽ là они фотографировали. Đó. Thế nhé. Tiếp theo phần 5 là gì nào? Великий. Великий. Великий поэт. Великий là vĩ đại. Великий поэт là nhà thơ vĩ đại. Chúng ta tra ở trong google.ru. Chúng ta tìm được là Александр Сергеевич Пушкин. Vậy chữ K này, chữ S này, ở đây là Сергеевич. Александр Сергеевич Пушкин. Александр Сергеевич Пушкин. Đó, đó là kể vậy. Nói, đây là bài nói về nhà thơ này. Các bạn có thể tham khảo thêm đúng không ạ? Sinh ra ở đâu, làm gì vân vân này khác. Thế phần vừa rồi là chúng ta đã làm quen với các phần từ mới mà sẽ có trong bài đọc. Bài đọc thì trong bài hôm sau. Đây, bài đọc đây. Bài đọc khá là dài và chúng ta sẽ học trong ngày hôm sau. Hy vọng rằng là cái phần từ mới này các em sẽ nghe rất nhiều lần để nắm được cái dữ liệu này nhé, để chuẩn bị dữ liệu cho bài đọc hôm sau. Xin cảm ơn các em. Bài học của chúng ta xin tạm dừng tại đây. Các em đừng quên bấm đăng ký kênh và bật chuông để nhận bài thường xuyên. Bấm like, viết bình luận bên dưới và nhớ chia sẻ bài để cho kênh được phát triển hơn nữa. Chúc các em học tốt, có cuộc sống bình yên, luôn thành công và toại nguyện mọi ước mơ của mình.